Tử vi tuổi Tý tháng 3 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vận sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, bước sang năm Tân Sửu 2021, có rất nhiều mệnh chủ tuổi Tý đang có xu hướng tìm hiểu về vận mệnh của bản thân trong năm mới, từ đó tìm ra các hướng để quyết định mọi việc một cách đúng đắn, biến hung thành cát, đuổi dữ đón lành. Theo các chuyên gia về tử vi số mệnh, tùy thuộc vào từng mốc thời gian khác nhau mà mỗi người sẽ có được những thời cơ và vận may cần nắm bắt. Cùng với đó là những vận hạn cũng cần được đoán định để tìm cách hóa giải, tránh vẫn phải sai lầm đáng tiếc. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể về vận trình tình duyên, công danh sự nghiệp cũng như các thông tin liên quan đến bản mệnh của tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cụ, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sử, tuyệt Tuất. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Tý. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Tý sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 3, tức ngày 16 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là sát Ngọ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 và Nhâm Tý sinh năm 1972. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 3, tức ngày 28 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Bính Ngọ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 và Mậu Tý sinh năm 1958. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 3, tức ngày 10 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Mậu Ngọ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, Giáp Tý sinh năm 1984. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch. Thứ nhất là ngày 12 tháng 3, tức ngày 23 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 3, tức ngày 5 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tăng Tráng Mộc. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ đạt được kết quả như ý muốn. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ cho những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan tuổi Tý tháng 3 âm lịch. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 3, phía phương diện sự nghiệp của người tuổi Tý khá trầm lặng.
trong khi bản mệnh còn chần chừ, do dự, thì người khác họ đã giành mất cơ hội. Chính điều này sẽ khiến bản mệnh khó mà đạt được mục tiêu đã đặt ra từ đầu. Thời gian này, bản mệnh không tập trung cho công việc mà thường xuyên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, lâu dần tích tụ thành nỗi lo vô hình khiến bản mệnh luôn cảm thấy sợ hãi và thất bại. Kinh phong thủy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy dũng cảm hơn trên con đường khẳng định bản thân. Bản mệnh không nên sợ hãi thất bại, bởi thông qua những lần thất bại, bản mệnh có thể học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý, từ đó dần hình thành bước đệm trong tương lai. Ngoài ra, trong thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên tuổi Tý hãy luôn sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm vào đụng độ không đáng có. Về mặt tài lộc, do công việc không được thuận lợi nên tình hình tài chính của bản mệnh cũng không mấy khả quan. Những người làm ăn kinh doanh cũng không tốt hơn, bản mệnh sẽ chậm chân so với đối thủ để lỡ nhiều cơ hội làm ăn. Thời điểm này, điều bản mệnh cần là phá kén, phát huy khả năng, năng lực của bản thân mình thì mới có thể hy vọng tình hình tài chính được cải thiện. Đừng mãi cứ chờ vận may sẽ đến. Ngày ra tháng này, chi nhiều hơn thu nên bản mệnh cần có một kế hoạch cụ thể, tránh việc chi tiêu quá đà, để không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc. Những gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Tý trong tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người đã có gia đình, xung đột và tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của bản mệnh khi có mâu thuẫn. Ngoài ra, trong tháng 3 âm lịch, gia đình bản mệnh sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng một cách thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm gia đình. Để kích hoạt đào hoa, người tuổi Tý hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe tháng này của bản mệnh cũng không quá khả quan do chịu tác động tiêu cực từ hung tinh. Công việc, tài lộc không được như ý khiến bản mệnh mệt mỏi, phiền muộn, thậm chí là tự trách móc bản thân. Nhưng bạn nên nhớ, sông có khúc, người có lúc, ai cũng sẽ gặp những thời điểm khó khăn trong cuộc sống, không lúc này thì lúc khác. Quan trọng là bản thân mình biết vươn lên để vượt qua những khó khăn đó. Thời điểm này, vào cuối tháng, những gia chủ tuổi Tý nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cuộc đua chạy nước rút vào những tháng tiếp theo. Ngoài ra, trong thời điểm này, bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Đồng thời, tuổi Tý nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, Canh Tý sinh năm 1960. Canh Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Canh Tý nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Ngoài ra, người tuổi Canh Tý trong tháng này có sức khỏe tốt hơn rất nhiều so với những người cùng độ tuổi, cũng do bạn thường xuyên luyện tập thể dục, dù các bệnh nhẹ và đau sẽ gặp phải trong tháng, tuy nhiên tác động không đáng kể. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt, từ đó giúp cho công việc hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường các khí.
Thứ hai, Nhâm Tý, sinh năm 1972. Nhâm Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ rằng mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong thời điểm này, người Nhâm Tý nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, Giáp Tý, sinh năm 1984. Giáp Xung Mộc gặp Nhâm Dương Thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Tý cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 sẽ khá may mắn trong tình yêu và mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ gặp được tình yêu đích thực, trọn đời và sớm kết hôn để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình mình. Nếu bản mệnh đã có gia đình, một chuyến du lịch với bạn đời của bạn trong tháng này sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ và làm cho cuộc hôn nhân trở nên ngọt ngào. Trường hợp xấu, nếu bản mệnh đã trên bờ vực ly hôn, nhưng bản mệnh sẽ được giải tỏa trong tháng này. Ngoài ra, trong thời điểm này, tài vận của bản mệnh có phần sa sút, sự nghiệp khá chật vật để đạt được mục tiêu. Công việc không được ổn định, thu chẳng đủ bù chi, sẽ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh. Tài chính xuất hiện những biến động khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình. Lời khuyên dành cho các gia chủ Giáp Tý là luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Thứ tư, tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Bính Dương Hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ Bính Tý sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng tiến triển tốt hơn. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều, nếu không sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Tháng này, Bính Tý là một trong số ít người may mắn có được tài lộc mà người khác mang đến. Không phải là bản mệnh sẽ trúng số độc đắc, mà là có người thân, quý nhân tài trợ hoặc mang lộc đến cho bản mệnh. Tháng này, những gia chủ tuổi Bính Tý không được lộc mang đến thì cũng không lo túng thiếu vì sẽ có những hợp đồng thành công và có một khoản tiền dư giả để tích trữ. Tuy nhiên, do không bị quản thúc nên tháng này bản mệnh ham chơi, chưa thực sự chú tâm tới công việc. Dù gặp may mắn nhưng bản mệnh vẫn cần phải chú ý đến việc tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để có thể có những định hướng cho sau này tốt hơn. Bên cạnh đó, những gia chủ Bính Tý còn khá chần chừ nên đôi khi thiếu quyết đoán trong mọi việc, dẫn đến thất bại trong nhiều thứ. Tuổi Bính Tý cần năng động hơn, mạnh mẽ hơn mới mong có thể thành công. Để thành công và may mắn trên con đường công danh, sự nghiệp, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây là vận trình tổng quan của người tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn, quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline của chương trình hoặc để lại thông tin dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.